Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xù xí sợ. Thì đây là cái diễn biến tiếp theo mà sau khi mình quay ở trên kênh chính là bóc thăm á. Thì bé Thảo vừa bóc được 200.000. Nhưng mà bé Thảo nói với mình là giờ bé Thảo muốn bóc lại. Đó, sao? Thảo có chịu không? Bóc lại nhưng mà không được buồn kìa. Bởi vì cả nhà ở trong những cái cây này nó vẫn còn cái phần thưởng là 2 triệu. Đó, 1 triệu và 1 ngàn, 20, 30, 50, 100. Đó. Mà lý do sao là Thảo muốn bóc lại là Thảo nghĩ như thế nào? Dạ em thử nghĩ là cái to 200 là rất là cao. Nhưng mà em muốn bóc lại thử coi nhưng không mình có cao hơn nữa hay không? Ok rồi, được. Chờ luôn. Nhưng mà nếu mà thấp thì sao? Nếu mà thấp thì sao? Không thôi à. Không sao hết, mình vẫn cười. Ok, à, đúng rồi, nha. Rồi, bây giờ muốn bóc á là giờ gửi 200 lại. 200 ngàn xu sẽ cắt nha cả nhà. Rồi, xu cắt. Rồi, giờ ẩm bông lên. Vừa rồi, ẩm bông lên. Rồi, mời Thảo bóc đi. Vô đây. À, vô cây này. Cây này. Giờ Thảo sẽ vô cây mai nha mọi người. Không bóc cây đào nữa, vô cây mai. Thảo lựa cái nào? Cây này đi. Cây này đúng không? Dạ. Rồi. Rồi. Rồi vô đây. Đây nha cả nhà, bây giờ này đến lượt Thảo nha. Rồi, mời Thảo. À, ngồi đây đó cho con nghe. À, đây, cả nhà quay xét vô hiền để con thử là sau khi mà Thảo tuổi tới 200 thì Thảo sẽ bóc được cái gì. Bắt đầu nha. Từ từ chậm chậm này không. Mọi người ơi, đến cái thời điểm thời Ủa rồi là gì? Hello. Đâu đổi được nữa. Lần cuối đúng không? Chắc chưa? Rồi đưa lại ai? Một lần nữa nó không đổi mà không buồn luôn nha. Ưu tiên cho Thảo nha cả nhà. Rồi cho Thảo lần cuối nữa luôn. Một lần nữa. Giờ ta sẽ chọn bì thư tiếp tục hay cái gì đây ta? À không. Ô cái đó hơi dài rồi. Rồi, bước đi. Bước luôn. Bẻ luôn, nhánh luôn. Đây cả nhà. Rồi, lần cuối cùng Thảo. Rồi đứng luôn, mở đi cho hồi hộp để xem thử coi. Chúc Thảo may mắn. Cố gắng Thảo, cố lên, cố lên. 2 triệu hay là cái gì? Mở ra Tiền bởi vì cái này có thể chống được Covid. Ồ, dữ à. Vậy là chắc là Thảo thích cái khẩu trang lắm rồi nha. Đó, à, thôi bây giờ trong năm mới chúc Thảo không bị Covid gì nha. Đưa kệ bạn nha. Rồi bây giờ nè, cả nhà. Có buồn không? Giờ cho bóc lại lần nữa được không? Dạ. Lần cuối cùng. Dạ. Không được đổi. Dạ. Rồi bỏ khẩu trang rút. Một lần cuối cùng nha. Rồi, một lần cuối cùng nha cả nhà. Bốn lần rồi đó. Cơ hội thứ tư. Bây giờ còn bóc cái đó cả nhà, sao ba lần vẫn bóc kia. Cái nào? Bây giờ là không có tính hay xong mà đủ đi. Thảo cái nào? Giờ mình chưa bóc cái đỏ mà. Chưa bóc mình tính đỏ mà. Cái cuối rồi nha. Rồi, đứng đi. Đây cả nhà. Cố gắng lên. Rồi đó. Cái cuối dành cho Thảo đó. Rồi bây giờ có gì rồi? Cho lẽ cho còn cái nick không vậy? Đâu ra 2 triệu mà còn đến 6-7 cái vậy nha. Xé luôn. Thì đây. Cơ hội coi càng về sau thì cơ hội càng được càng nhiều đúng không? Đúng rồi, càng nhiều cả nha. Chưa thấy ai mà chơi bóc hình xù mà bóc 4 luôn cả nha. Dạ, bóc dày là coi như là phải hết xù rồi đâu. Bây giờ là bóc ra trúng 2 triệu chứ không phải không vui nữa. Bóc thì gọi là mở quà cho chúng. Lần đầu là 200. Cả nhà. Giờ bây giờ lấy 50. Bởi chứ chị ơi. Không có đổi nữa. Bây giờ là hết cơ hội rồi. Bây giờ nè. Rồi bây giờ tiền này giờ nói chung là do Thảo chứ không phải là do ai cả nhà. Ok cả nhà nha. Do Thảo là không được may mắn thôi nên đâm ra là Thảo bốc được ít. Nên thôi bây giờ mình sẽ ly xì cho Thảo. Rồi đưa 50 đây. Rồi đổi lại cho Thảo 200 nè. Đó được chưa? Rồi. Thôi chúc cả nhà đi. Đúng rồi. Chúc cả
cả nhà mọi người có vui vẻ, tràn đầy sự sống, sức khỏe có dư. Ok, thì nói chung là đây là một cái clip vui vẻ của gia đình Su Xí Soạn gửi tới cả nhà nha. Đó thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo. Ok. A few moments later. Đầu năm mới nha, là bác thọ chúc con là học hành cho giỏi nha. Dạ. Ừ. Năm mới bác thọ lì xì cho con là thích mấy tờ? Dạ, mấy tờ cũng được. À, cũng được. Đó, bác thọ lì xì cho con là 2 tờ ấy. Dạ, con thầm. Ừ. Rồi, chúc đi. Con chúc bác thọ sống là trong tuổi, sức khỏe dồi dào, tiền bạc tính tới, tiền ra lì lẫy. Chú, trời giỏi dữ ta. Dạ. À, đó, bác thọ cũng chúc con là học hành cho thật giỏi nha. Dạ.